Cuối năm 2023 này, lau dọn ban thờ, tỉa chân nhang, lưu ý ba điều này: gia chủ kéo mang may vào nhà, tiền vàng tiền bạc, đội nón cả ra đời, đi. Có của ăn. Ban thờ này là nơi hiện diện của thần linh, gia tiên. Nói chung đây không chỉ là nơi nhà để thờ cúng tổ tiên, mà còn là một trong những cái nơi và trong thời gian vừa qua thì thu hút thêm cái tài lộc, thêm cái vận may và cái hồng phúc. Bạn hỏi rằng cuối năm trước khi bước sang cái năm mới, các gia đình thường có một việc nghi lễ, nghi thức rất quan trọng. Là đó là lễ rút chân nhang và cái dọn dẹp ban thờ. Cái may mắn theo Phật giáo, nhưng đó là không lễ phải ba ai sái cũng chọn để công việc cho mình được diễn ra suôn sẻ tốt và mang lại nhà, may mắn bình an cho cả gia đình. Đạo sĩ cũng như để tránh phạm Tết, phải những cái điều đại ta đến trong tâm linh, chúng ta cần thực hiện ba điều sau đây. Mình. Một hơn là chọn ngày tốt, lại còn chọn à, ban thờ là chốn linh thiêng, không phải thích làm gì lúc nào cũng được, thì gần như mà chúng ta phải chọn ra ngày lành tháng tốt để không đắc tội với thần linh và gia tiên cho mình được không? Và Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư. À, quý vị cùng hãy mở trang 164 ra những để chúng ta chọn ra những ngày tốt tự xông nhà để chúng ta mình tiến được hành công việc lao dọn ban thờ để chân nhang. Chúng ta tự xông nhà mà ngày tốt đầu tiên nó là ngày thứ năm được cái thành công, nó rơi vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Nói chung ngày âm lịch nó sẽ là ngày 1 tháng 12 là ngày Giáp Tuất. Ngày tốt thứ hai là thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Âm lịch sẽ là ngày 2 tháng 12 âm lịch, nó là ngày Ất Hợi, người hợp mệnh. Ngày tốt thứ ba vậy là ngày thứ gì? 3, cái việc ngày 16 tháng 1 năm 2024 dương lịch đều nó rơi vào ngày 6 tháng 12 âm lịch, và nó là ngày Kỷ Mão. Trong nhà ra là ngày tốt thứ tư thì nó là ngày Chủ Nhật đó. Nó rơi vào ngày 21 tháng 1 có một số tuổi 2024 âm lịch, nó sẽ là ngày 11 tháng 12 âm lịch, là ngày Giáp Thân 2024. Ngày tốt thứ năm nó rơi vào ngày thứ năm, có khả năng các bạn ngày 25 tháng 1 năm 2024 dương lịch, may mắn cho người ta nó sẽ rơi vào ngày 15 tháng 12 âm lịch, đó là ngày Mậu Tý. Ngày tốt thứ sáu nó sẽ rơi vào ngày thứ sáu, cục diện là ngày 26 tháng 1 năm 2024 dương lịch, cục diện là rơi vào ngày 16 tháng 12 âm lịch, như đó là ngày Kỷ Sửu. Ngày tốt thứ bảy nó là ngày 4 tháng 2 thì quý vị biết năm 2024 dương lịch âm lịch nó sẽ là ngày 25 tháng 12 là ngày Mậu Tuất. Sống đất trong nhà đầu năm ngày tốt thứ 8 nó rơi vào ngày thứ hai, ngày 5 tháng 2 mà nó tức là ngày 26 tháng 12 âm lịch, là ngày Kỷ Hợi năm quan niệm rằng ngày tốt thứ 9 nó là ngày thứ năm đầu tháng, nó rơi vào ngày 8 tháng 2 có được là ngày 29 tháng 12 âm lịch, tức là 29 Tết đấy, tức là nó sẽ rơi vào ngày thôi ở ngoài đường cũng đã. Và ngày tốt thứ 10 nó sẽ rơi vào ngày thứ 6, tức là ngày 9 tháng 2 tức là ngày 30 tháng 12 âm lịch, khiến cho cả năm được hanh thông thuận lợi. Đó là những ngày tốt mà quý vị có thể là lựa chọn để lau dọn ban thờ. Gia chủ thì thứ hai là văn khấn của đẻ. Thì trước khi tịnh sái ban thờ, nói chung ấy thì chúng ta cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị hoa quả đặt lên, từ sau đó thắp một nén hương để thông báo với tổ tiên và thần linh biết là ngày hôm nay sẽ là cái người được chọn sông đất trong nhà, tổ tiên và thần linh tạm lấy sang một bên để con cháu thực hiện công việc này. Phải là để thực hiện việc này chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách văn khấn toàn thư để chúng ta thực hiện. Công và quý vị hãy mở trang 201 nhé, chúng ta sẽ có cái bài văn khấn lau dọn bát hương và cái người xuống đất chính là cái người mở ra cánh cửa để con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật cho cả gia đình. Tiến chủ con, người mà gia chủ muốn tránh xuống tại địa chỉ, người mà có hôm nay ngày người khó khăn, người kiệt sĩ, xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bình thường ấy thì xin thành tâm sám hối sống bình thường thôi. Tiến chủ con xin kính cáo với các chư vị thần linh gia tiên, người nào đó chọn được ngày lành tháng tốt vía đến nhà hôm nay, xin phép tiến chủ con được bao sái ban thờ kiên kỵ rồi đúng không, để ban thờ được trang nghiêm và thanh tịnh. Vậy nên là gì, kính mong các chư vị chứng minh những người như thế đến xung nhà mong các vị độ cho con lau ban thờ được khang trang mỹ hảo, cho hương án được và an chính vị đến cho gia chủ, cho âm phần được an thế, nên gia chủ rất sợ những người như vậy đến xung nhà. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi nảy thân, ta cũng phải chọn chỉ biết kính cẩn tâm thành, nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được tha thứ, có thể là tam hợp, có thể là lục đại xá cho. Đấy. Hoặc là ít xong, quý vị vái ba phái, đợi hương tàn thì bắt đầu cái việc lau dọn bàn thờ. Thì cũng không thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng cái nước thơm bao sái ban thờ chuẩn, sung tâm hương, để chúng ta bao sái ban thờ. Đây là cái nước lau ban thờ chuyên dụng, thì thu hút cái tài lộc được, làm từ các thảo dược tự nhiên như là quế, hồi, vậy đinh thì hương, bạch đàn. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị cùng các hương liệu tự nhiên khác. Ba con giáp. Đây là nước tâm linh chuyên để lau dọn ban thờ, may mắn đồ thờ cúng, khi mà chúng ta đặc biệt vào cái dịp cuối năm tự xuống nhà. Nó sẽ làm sạch cái không gian thờ cúng, ngăn ngừa nấm mốc của côn trùng, làm cho không gian thờ cúng nó được thơm tốt, sạch sẽ và linh ứng hơn. Được làm. Đó là ba việc mà quý vị cần phải làm để thì cho đó là tuổi thân, việc tuổi lau dọn bàn thờ tí được chuẩn chỉ đúng đắn. Nhưng mà những người tuổi gì được thì lại bị phạm cục diện tự hình, tất nhiên là ông Dậu mà ông đi xông nhà cho khu nào cũng được, rất là tốt, trừ ông Mão nhé. Nhưng mà liên quan đến xông nhà cho mình thì lại là một cái thảm họa, trừ những người tuổi Tân Dậu nhé, trừ Tân Dậu ra. Đó. Vậy thì
Những tuổi tốt là nhất mà cuối năm lau dọn bàn thờ đón Tết, tuyệt đối cấm dùng 4 loại nước này kẻo rửa trôi tài lộc của cả gia đình. Chúng ta biết đấy. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À quý vị thân mến, theo văn hóa tâm linh từ ngàn đời xưa đến nay thì bàn thờ được xem là nơi linh thiêng và nơi quan trọng bậc nhất trong mỗi gia đình. Do đó, cái việc lau dọn bàn thờ hay còn gọi là bao sái bàn thờ để đón Tết mỗi năm là cái điều hết sức quan trọng và là một công việc yêu cầu phải có sự cẩn trọng, cẩn thận và hết sức chú ý để tránh phạm phải những cái sai lầm trong tâm linh, kẻo tiêu tán tài lộc, mất mát về tiền của. Theo đó, cái việc sử dụng cái nước gì để bao sái cho chuẩn và nên tránh những loại nước nào là một cái vấn đề mà khá nhiều người, đặc biệt nói chung là cũng không hề quan tâm mấy, đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cái nước bao sái và cách sử dụng chúng để lau dọn bàn thờ cuối năm để được tổ tiên ban phước lành cho cả năm, may mắn, gia đình bình an và ngập tràn hạnh phúc. Thưa quý vị, thì trong các loại nước lau dọn bàn thờ thì có rất nhiều loại quý vị vẫn hay dùng. Thứ nhất là gì? Nước lãng, nước gừng hoặc là nước tỏi, vân vân. Đó. Tuy một số loại nước hay dùng như nước gừng chẳng hạn, nhưng mà nếu mà dùng không đúng cách cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đó, nó sẽ không những là đối với không mang lại cái tài lộc mà còn mang họa cho bản thân. Vậy thì cái dùng nước lau dọn bàn thờ như thế nào cho chuẩn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đi vào cái phần là cái nước nào dùng để lau dọn bàn thờ thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu vì sao phải lau dọn, phải bao sái bàn thờ. Đặc biệt là trong cái dịp mà 2-3 tháng chạp tới đây ấy, thì hầu hết mọi người là thường là gì? Kết hợp cái việc là lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang luôn để đón Tết cho được thanh tịnh, được may mắn, đúng không ạ? Vậy thì vì sao lại phải bao sái bàn thờ? Trước khi tìm hiểu về các loại nước bao sái bàn thờ cho đúng và chuẩn ấy, thì quý vị hãy cùng xem ý nghĩa của việc bao sái bàn thờ là gì mà gia đình nào cũng phải thực hiện vào mỗi cái dịp lễ Tết hàng năm. Kính thưa quý vị, trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, phong tục dọn dẹp, vệ sinh bàn thờ và các vật phẩm thờ cúng vào mỗi cái dịp lễ Tết dỗ chạp, ngày xuân sang, ngày cuối năm ấy, hay ngay cả trong những ngày rằm, ngày mùng 1, nói chung ấy, hoặc là những cái ngày trọng đại của gia đình ấy, đã không còn quá xa lạ. Bởi bàn thờ luôn được coi là cái nơi tôn nghiêm nhất của mỗi gia đình. Theo nhà Phật thì bao sái được hiểu là cái việc vệ sinh bát hương, vệ sinh bàn thờ. Đây là cái công việc quan trọng cần phải làm vào mỗi cái dịp cuối năm. Cái việc bao sái này nó vừa thể hiện cái tấm lòng thành kính, biết ơn của con cháu với gia đình tổ tiên, với những người đã khuất, vừa để thể hiện cái mong muốn có một cái năm mới bình an. Cái việc bao sái bàn thờ được xem là để nhằm loại bỏ những cái vận khí xấu của cái năm cũ, loại bỏ những cái uế khí, những cái tạp khí, những cái tà khí, những cái bụi bẩn tích tụ thờ cúng từ đầu năm đến giờ. Nếu mà với những người nào mà không lau chùi bàn thờ thường xuyên ấy, nói chung từ đó thì mới có thể là đón lành tránh dữ, mang lại cái phúc lộc cho gia chủ trong một cả một năm đó. Thông thường thì cái việc bao sái bàn thờ thường được bắt đầu tiến hành trong cái dịp lễ ông công ông táo. Và trong những video trước thì Tử Thông cũng đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc dọn dẹp bao sái bàn thờ rồi, đúng không ạ? Thì quý vị cứ chọn những ngày tốt đó để quý vị làm thì sẽ được may mắn và bình an. Khi mà chọn được ngày tốt ấy, thì gia chủ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, quét dọn bàn thờ gia tiên. Mỗi nhà sẽ chọn một cái thời điểm khác nhau, nhưng mà ấy, cái điểm chung ấy là cái công việc này nó sẽ làm trước cái lúc giao thừa, thậm chí là gì, trước cái chiều 30 Tết. Vì vậy mà quý vị hãy lưu ý nhé. Chính vì vậy mà cái việc lau dọn bàn thờ phải làm rất cẩn thận và tỉ mỉ để tránh mất lộc lá, tránh mất phước lành hoặc là mang họa cho chính bản thân và những người trong gia đình. Trong đó cái việc chuẩn bị đúng các loại nước dùng để bao sái là cái yếu tố vô cùng quan trọng và hết sức là cần chú ý. Cái nước lau dọn bàn thờ không chỉ đơn giản là nước sạch là xong, đúng không ạ? Nhiều gia đình tiến hành một cách tùy tiện, có thể sẽ vô tình rửa trôi đi cái tài lộc của cả gia đình mà không biết, thậm chí là có thể bị ông bà tổ tiên quở trách, để tiền bạc thì cứ đội nón ra đi. Đó là cái tầm quan trọng của nước lau dọn bàn thờ. Vậy thì qua cái tìm hiểu trên thì chúng ta biết là gì? Những loại nước nào có thể lau dọn bàn thờ, đúng không ạ? Thì chúng ta có 5 loại nước có thể sử dụng làm cái nước để lau dọn bàn thờ trong cái dịp ngày Tết lễ dỗ chạp hay là những cái ngày tốt mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị ấy.
thì đầu tiên chúng ta cũng phải cần phải nhắc đến đó là cái nước, hoặc là nước ấm, tức là nước lã đun ấm ấy, đun ấm cho để nguội hoặc là đun ấm lên để lau. Cái nước ấm là nước đơn giản và dễ dàng chuẩn bị để lau dọn bàn thờ. Khi mà gia chủ không kịp chuẩn bị cái loại nước nước cầu kỳ khác, nước ấm có thể giúp cho các bạn nhanh chóng tẩy sạch những bụi bẩn và cái mảng bám lâu ngày trên bàn thờ. Hay là gì, trên những cái vật phẩm thờ cúng. Hơn nữa, sử dụng cái nước ấm để bao sái bàn thờ cũng được thực hiện là thể hiện cái sự trang trọng, cái sự kính nể của mình. Nhưng mà khác hẳn với việc dùng nước lã, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần đun nước sôi cho 10 đến 20 phút, sau đó để nguội và dùng khăn sạch nhúng nước để lau sạch cái bụi bẩn trên bàn thờ. Sau khi lau xong ấy thì có thể dùng khăn khô mềm để lau lại một lần nữa cho nó gì? Cho nó thơm. Đó. Với cái cuộc đời mình. Tiếp theo cái loại nước thứ hai là cái nước mùi già mà dân tộc ta vẫn hay dùng. Thì mỗi dịp Tết đến xuân về, cái mùi già lại được sử dụng với nhiều cái công dụng như là xông thơm hoặc là nấu nước tắm. Đặc biệt loại nước này thì rất thích hợp để dùng làm nước bao sái lau rửa bàn thờ. Ngày nay thì nói chung ấy, dù ở nông thôn hay là ở thành phố thì cũng đều có thể mua được cái loại mùi già này để làm cái nước lau dọn bàn thờ ngày Tết. Nhưng cái cây mùi già có phần thân và nó chuyển sang màu tía khi đun sôi, có mùi thơm, giúp cho tinh thần được thoải mái, phấn chấn hơn. Đặc biệt nó giúp xua đuổi những cái điều xấu và đón một cái năm mới bình yên và may mắn. Để chuẩn bị nước mùi già ấy, thì chúng ta có thể là thực hiện cách đun nấu và rửa. Đầu tiên nhé, quý vị cứ chuẩn bị một bó mùi già thật sạch đấy, và một vài cái miếng gừng rửa thật sạch. Sau đó lát mùi già để ráo nước. Đấy, còn gừng thì quý vị đập nhỏ ra, đập nhỏ như là đập chúng ta làm nước chấm ấy. Sau đó cuộn mùi già thành bó rồi cho vào cái nồi nước cùng với gừng đã đập nát dập. Đem đun đến khi nước sôi. Đun sôi chừng 10 phút thì các bạn chắc bỏ ra rồi hòa cùng một chút muối trắng để nguội một chút rồi có thể là dùng làm cái nước lau dọn bàn thờ. Cái hương thơm của cái mùi già ấy kèm theo cái mùi gừng nó dịu trầm ấm và nó lan tỏa khắp cái căn phòng của gia thờ gia tiên cũng như là ban thờ thần tài, ban thờ Phật, giúp cho cái căn phòng nó được ấm cúng, được mát mẻ hơn. Ngoài ra thì người ta cũng hay dùng cái nước ngũ vị hương hay là nước thảo mộc để tẩy uế, đúng không? Nước ngũ vị hương và nước thảo mộc để tẩy uế. Thì cái nước ngũ vị hương hay là nước thơm bao sái ban thờ nó thường được gọi là cái nước khai vận ngũ vị hương. Đấy, nó sẽ dùng 5 cái loại và tính nóng đó của cái nước ngũ vị hương như là gì, quế này, hồi này, đinh hương này, gỗ vang, gỗ bạch đàn hoặc là gì, xả chanh trầm cũng như là các loại thảo dược khác. Khi đó chúng ta sẽ dùng cái nước này, chúng ta sẽ dùng tẩy uế ban thờ. Nó được xem là loại nước tốt nhất hiện nay. Hôm nay Tử Thông cũng sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về cái khi mà quý vị chọn cái gói ngũ vị hương ấy, lấy một gói ngũ vị hương quý vị hòa với mấy lít rượu thì cũng được, nhưng mà nó sẽ trở nên lích kích và cồng kềnh, đúng không ạ? Tử Thông sẽ giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm này gọi là nước lau ban thờ nhất tâm hương. Nhất tâm hương, cái nước nhất tâm hương này là một cái loại nước lau ban thờ được sử dụng rộng rãi trong việc lau bàn thờ. Thì sản phẩm có kèm một cái khăn nhé, một cái khăn để lau bàn thờ. Quý vị kèm một cái khăn này để lau luôn nhé. Đó. Thì với công dụng của cái nước lau bàn thờ này thì nó sẽ làm sạch khói hương, đấy, làm dầu mỡ và cái bụi bặm trên bàn thờ và bát hương, lư hương, cũng như là cái tượng, cái đồ phong thủy trên bàn thờ, đèn thờ, cái bóng đèn mà quý vị dùng lâu ngày nó bị cái muội nó bám vào ấy, quý vị có thể sử dụng cái nước này, quý vị lau. Xin một cái vào lau vào là nó sạch trơn luôn. Đó. Bên cạnh đó thì cái nước lau bàn thờ này, nhất tâm hương này, nó cũng sẽ giúp khử mùi, tăng vượng khí cho không gian thờ cúng. Xịt vào thì nó sẽ giúp cho gì? Cái không gian bàn thờ nó thơm tho sạch sẽ hơn. Đấy. Cái thành phần của cái chai này nó sẽ bao gồm có nước tinh khiết, tinh dầu quế và xả, cam đảo và các loại dung dịch khác. Đấy. Vì chi là gì? Đây là một trong các loại nước mà quý vị dễ dùng và tiện dụng nhất. Thì quý vị cũng chỉ cần xịt thôi, xịt đến đâu lau đấy thì nó sẽ sạch sẽ bàn thờ và nó sẽ thơm tho hơn. Cái nước này nó mang cái ý nghĩa tâm linh. Mang cái ý nghĩa tâm linh, giúp loại bỏ những cái tà khí, uế khí và tạp khí. Bên cạnh đó cái bình hoa nhà quý vị cắm thì nó sẽ thường là gì? Sau vài ba ngày, năm ngày nó sẽ bị héo, bị khô. Thì quý vị có thể xịt cái nước này. Xịt cái nước này vào hoa. Xịt nước này vào hoa và xịt vào cái nước ở cái lọ hoa ấy thì nó cũng sẽ giúp hoa tăng thêm được 5 đến 7 ngày nữa. Tươi thêm được 5 đến 7 ngày nữa. Bên cạnh đó nó còn giúp là xua đuổi côn trùng để giúp cho không gian bàn thờ nó được thanh tịnh và sạch sẽ hơn. Đó. Nói chung ấy, đây là một cái loại nước mà chúng ta có thể sử dụng làm cái nước rửa lau rửa bàn thờ vào trong cái dịp ngày 2-3 Tết cũng như là cái dịp trước rằm mùng 1. Khi mà quý vị để bàn thờ 2-3 tháng, 1-2 tháng nó bị cái tàn hương nó rơi xuống nó bẩn ấy, thì quý vị cũng có thể dùng nước này chúng quý vị lau rửa cho nó sạch sẽ. Thì cách dùng này ở đây này, nó có một cái nút xoay này.
đấy, nếu nút xoay bình thường nó thế này là mở đúng không ạ? Bình thường là khi gửi cho gia chủ ấy thì cái khóa này thì quý vị có thể là xoay cái này đấy vào xong ấn xuống là chúng ta có thể sử dụng được. Cản trở duy nhất. Chúng ta có thể xịt vào cái ban thờ, đấy, xịt ban thờ để chúng ta lau rửa ban thờ. Thì đây cái nước này, cái này nó vừa tiện dụng mà giá lại rẻ, là giúp quý vị có thể là gì sử dụng để lau dọn bàn thờ nó được gì thuận lợi và may mắn hơn trong dịp Tết. Phát huy được cái điểm thì sản phẩm đi kèm có một cái khăn nhé, có một cái khăn nữa. Vậy nên là đây cũng là một cái sản phẩm cực kỳ là hữu ích cho cái dịp 2-3 tháng Chạp sắp tới đây, mà hầu hết mà mọi người Việt đều sử dụng cái thời điểm này để lau dọn bàn thờ và tẩy tẩy chân nhang cũng như tẩy vết hương đó, và thậm chí bị rơi vào bẫy của kẻ xấu. À, thưa quý vị, cái loại nước này mang cái ý nghĩa tâm linh, nó tẩy uế, trừ tà và nó xua đuổi cái vận xui rủi, nó giúp xua tan những cái mọi phiền muộn của năm cũ, cầu chúc cái sự gì thay đổi tốt đẹp hơn trong một cái năm mới. Nói chung là hy vọng cái công việc của gia chủ, mọi việc nó làm sẽ được tốt đẹp và thành công. Bên cạnh cái mùi hương thông thoảng dễ chịu thì nước ngũ vị hương còn có tác dụng là chống ẩm mốc, đuổi côn trùng, và nó cực kỳ thích hợp nếu như mà các bạn chưa biết lau ban thờ gia tiên hoặc là dọn dẹp bằng cái nước gì vào ngày cuối năm. Cái nước thứ tư mà chúng ta có thể sử dụng làm cái nước mà lau dọn bàn thờ đó là nước ngâm hoa tươi. Thì những cái hoa tươi thơm nước bên cạnh cái việc dùng để dâng lên thờ cúng tổ tiên ấy, hoặc là thờ cúng trên bàn thờ các vị thần tài hoặc Phật, thì chúng ta cũng thể dùng cái nước này để lau dọn bàn thờ quý vị nhé. Thì các loại hoa mà quý vị có thể dùng đây là các loại hoa thân thuộc của ngày Tết, như là hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa sen, hay là hoa hồng, hoa mẫu đơn, vân vân, thì đều có thể dùng được. Nói chung các bước thực hiện thì nó cũng hơi cầu kỳ một chút. Chúng ta phải ngắt hoa này, xong ngâm hoa này, đúng không ạ? Thì tiện dụng nhất thì quý vị cũng nên sử dụng một cái chai lau dọn bàn thờ nhất tâm an để quý vị có thể lau dọn bàn thờ cho nó được thì thuận lợi và hành thông hơn. Tiếp theo, con giáp thứ ba mà có thể. Bên cạnh những loại nước thích hợp để bao sái ban thờ ngày Tết, thì các bạn cũng nên lưu ý tránh dùng những loại nước dưới đây để thực hiện công việc này. Nó kéo lại gì? Xua đuổi cái may mắn. Đấy, tiền bạc thì cứ đợi nó ra đi. Thứ nhất là nước lã. Quý vị thân mến, nhiều người không có thời gian chuẩn bị những loại nước bao sái chuyên dụng, nên nghĩ sử dụng việc nước sạch thêm cái lòng thành kính là được. Nên là gì? Trực tiếp sử dụng nước lã để bao sái ban thờ. Quả thật, nước lã là có thể làm sạch bụi bẩn trên ban thờ, nhưng lại không có tác dụng tẩy uế và loại trừ những khí xấu của năm cũ. Theo quan điểm phong thủy và tâm linh thì cái loại nước này lại không đủ để tối ưu cho cái việc thanh tẩy cái tạp khí trên ban thờ thần linh gia tiên cũng như là ban thờ thần tài, ban thờ Phật. Tẩy uế bằng cái loại nước lã thì cũng không đủ tinh khiết, không những không làm sạch cái ban thờ mà còn vô tình lưu lại cái tạp chất, nó ảnh hưởng đến cái sự thanh tịnh và trang nghiêm cần có của ban thờ. Do đó gia chủ nên sử dụng nước ấm thay vì sử dụng nước lã. Thứ nhất ấy, thay dù vì dùng nước lã lạnh để lau bàn thờ, bài vị cũng như là lưu hương họ là, đấy. Là như thế thì tổ tiên sẽ ban phước lành lộc lá cho gia chủ. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nhớ nhé, sử dụng cái loại nước nhất tâm hương này cho tiện nhé, quý vị vừa dễ sử dụng lại vừa tiện dụng, một chai này có thể sử dụng được một năm. Vậy nên là gì, quý vị hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Thứ hai là rượu gừng. Thưa quý vị, cái loại nước rượu gừng được dùng rất nhiều trong cái việc bao sái cho cái đồ thờ cúng, bởi mọi người cho rằng ấy, cái loại nước này nó không chỉ có tác dụng sạch sẽ mà nó còn góp phần thu cái tài lộc may mắn cho gia đình. Nói chung ấy, cách làm này vốn không có kiểm chứng, chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh, nên là tùy thuộc vào từng người. Nhưng mà ấy, theo quan niệm của về khoa học ấy, thì nước rượu gừng có thể không thích hợp dùng để lau dọn bàn thờ và các vật phẩm thờ cúng, đặc biệt là những cái loại đồ đồng. Đấy, đồ đồng thì quý vị càng không nên. Nguyên nhân là rượu gừng ấy, nó có tính nóng rất mạnh, trong khi hầu hết cái bàn thờ đều được làm từ gỗ. Cái việc dùng rượu gừng nhiều để bao sái thì về lâu dài sẽ khiến cho bàn thờ bị bong chóc, hư hỏng, bạc màu, thậm chí là gì, nó sẽ bị gì, cái màu nó xuống nó xấu. Đấy. Quý vị nên nhớ rượu gừng chỉ dùng đúng khi mà gia đình pha chế thêm, thay vì sử dụng trực tiếp với nồng độ cồn cao. Đặc biệt là trong lưu ý để rượu gừng qua 7 ngày có thể nói với gia chủ nam và 9 ngày đối với gia chủ nữ để hòa với ngũ vị hương, rồi mới tiến hành lau dọn ban thờ. Cái việc này nó nhằm giảm độ nóng của rượu gừng, đồng thời nó góp phần trừ tà hiệu quả hơn. Đó. Có lại nước thứ ba mà quý vị cần phải lưu ý đó là nước tỏi, nước rượu tỏi. Nói chung thì cũng giống như cái rượu pha với gừng, thì nước rượu pha với tỏi cũng là một trong những lựa chọn mà quý vị nên cân nhắc trong cái việc là do lau dọn bàn thờ cuối năm. Tuy được biết đến với công dụng là xua đuổi tà ma, nhưng mà tỏi cũng là một loại gia vị có tính nóng, hơn là cái mùi của nó rất khó chịu. Đúng không? Khi chúng ta lau dọn bàn thờ bằng cái rượu tỏi thì hoàn toàn không tốt. Đấy, tiểu thông khuyên quý vị không nên dùng nhé. Tuyệt đối tránh không dùng rượu tỏi để lau dọn bàn thờ. Tiếp theo là cái thứ tư ấy, cái loại thứ tư mà chúng ta không nên dùng đó là các loại dung dịch tẩy rửa hóa chất. Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường có rất nhiều cái loại dung dịch tẩy rửa ban thờ sử dụng cái hóa chất hóa học để làm.
Đó. Nhưng mà họ cái loại dung dịch này này nó có khả năng làm sạch hiệu quả mà lại không mất công chuẩn bị, có thể mua một cách dễ dàng trên thị trường. Nhưng mà có rất nhiều người ưa chuộng và mua về lau chùi. Tuy nhiên ấy, về bản chất là nó được làm từ các hóa chất độc hại, đã tính tỉ rửa mạnh nên là chúng không phù hợp để lau dọn bàn thờ cũng như là làm ảnh hưởng đến cái không gian thờ cúng. Chưa kể nếu chẳng may mà mua phải những loại dung dịch chưa có nguồn gốc rõ ràng sẽ gây hại cho sức khỏe của gia chủ khi mà tiến hành công việc dọn dẹp và lau rửa bàn thờ. Đối diện với những khó khăn một cách mạnh mẽ. Thưa quý vị, vậy nên là gì? Quý vị có thể sử dụng cái nhất tâm hương này, nước lau dọn bàn thờ nhất tâm hương. Nó vừa có tính chất là gì? Vừa làm toàn hoàn toàn từ cái hương liệu tự nhiên. Đấy. Vậy nên là gì? Nó sẽ vừa an toàn, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, lại giúp cho cái không khí, cái không gian thờ cúng nó được linh thiêng hơn, được trang trọng hơn. Giống như cái sự hiền lành của loài mèo. Bên ngoài thì họ thưa quý vị, thì ngoài ra ấy, khi mà sử dụng cái nước bao sái bàn thờ thì chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý sau đây để cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, tài lộc kéo đến dồi dào. Thì sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách sử dụng cái nước để bao sái bàn thờ sao cho nó chuẩn. Thì cái combo này thì Tử Thông sẽ gửi cho quý vị là một cái khăn cộng với một chai nước để quý vị có khăn lau dọn luôn, chứ không phải lấy cái khăn bất kỳ nào cũng được, đúng không ạ? Thì sau khi biết được đâu là cái loại nước bao sái phù hợp với bàn thờ nhà mình ấy, thì gia chủ cũng nên lưu ý về cách sử dụng chúng để cho đúng và cho chuẩn. Theo các chuyên gia phong thủy hàng đầu thì đầu tiên gia chủ cũng cần phải dùng một cái khăn mới, thì Tử Thông đã gửi kèm quý vị rồi, đúng không ạ? Nó có thể là cái khăn sạch để thấm nước để bao sái, sau đó dùng khăn thấm nước lau chùi sạch sẽ bàn thờ, các đồ thờ cúng sạch sẽ. Vì thế, sau khi lau xong bằng cái nước ấm, nước ướt thì chúng ta lau lau bằng cái khăn khô và lau sạch cái đồ mà thờ cúng ấy, và chúng ta xếp lại ngay ngắn đúng cái vị trí ban đầu. Cái điều đó nó sẽ giúp cho trừ tà, đem lại cái tài khí, đem lại cái may mắn, đem lại cái tài lộc cho gia chủ, và đem lại cái tài lộc cho gia đình trong cái năm mới. Thưa quý vị, khi dùng nước lau dọn bàn thờ, đặc biệt là cái dung dịch mà có thể xịt để lau dọn bàn thờ này ấy, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để cho nó hiệu quả nhất, bao sái được thuận lợi nhất. Thì quý vị biết thưa quý vị, trong quá trình bao sái lau dọn bàn thờ thì không phải ai cũng biết cách bao sái bàn thờ thế nào cho phù hợp để không phạm phải những điều đại kỵ. Và sau đây là những điều mà quý vị cần lưu ý khi mà sử dụng cái dung dịch nước tẩy rửa bàn thờ để lau dọn bàn thờ. Thứ nhất là không phải lúc nào chúng ta lau dọn bàn thờ cũng được, đúng không? Nó phải có thời điểm. Và tất cả các video của Tử Thông đều chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thời điểm tốt lành trong hàng tháng nhé, để quý vị tiến hành công việc lau dọn bàn thờ. Trước khi lau dọn thì quý vị hãy thỉnh một cái chai dung dịch tẩy rửa cái lau dọn bàn thờ này ấy, và quý vị thì tiến hành bao sái, lại chọn ngày đẹp để bao sái. Thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để gì được tư vấn kỹ hơn về cái ngày tốt để cho chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang hay là gì lau dọn bát hương. Thông thường thì cái việc bao sái bàn thờ nó thường được gia đình chọn vào các ngày, những ngày trước rằm, ngày 30, trước ngày mùng 1 hoặc là gì, ngày 14, hoặc là ngày trước rằm, trước mùng 1 đấy. Riêng với ngày Tết cổ truyền thì người ta thường làm vào cái ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày Tết ông Công ông Táo, thường thực hiện trước cái lễ cúng giao thừa. Tuy nhiên gia chủ có thể lựa chọn cái thời điểm vào những cái ngày thường, nếu như mà cảm thấy bàn thờ quá bẩn thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 thì Tử Thông sẽ chia sẻ cũng như là tư vấn cho quý vị những cái ngày tốt nhất để quý vị làm cái việc này. Một câu hỏi đặt ra cực kỳ quan trọng, đó là ai là người lau dọn bàn thờ? Thưa quý vị, nói chung từ xưa đến nay thì người đời luôn quan niệm rằng bao sái bàn thờ phải là gia chủ hoặc là đại diện cho gia đình. Thế nhưng nói chung theo quan niệm phong thủy, các thầy phong thủy thì nói chung và với cái ý chỉ cần là các thành viên trong gia đình thì ai làm việc này cũng được. Tuy nhiên có một lưu ý là đối với việc lau dọn bàn thờ là trước khi lau dọn ấy phải tắm rửa sạch sẽ, đầu óc phải gọn gàng và ăn mặc phải chỉnh tề và phải có một tấm lòng thành kính. Về việc chuẩn bị đồ lau dọn bàn thờ thì cũng đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có một cái khăn lau đây rồi. Gia chủ nên chọn cái khăn mới, khăn sạch. Đây là khăn mới nhé, mà khăn chuyên dụng để lau dọn bàn thờ, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Đó, không nên dùng cái chổi nhé, cái chổi nó mang tính chất là quét, nó không phải là lau nữa. Nó sẽ gì? Quét đi cái tài lộc và nó sẽ thể hiện không thực thể hiện được cái lòng thành kính. Vậy quý vị không nên dùng chổi mà nên dùng khăn ướt. Đó. Còn nước để lau dọn bàn thờ thì quý vị có thể sử dụng cái nước tẩy này để sử dụng đấy. Không được dùng nước lã, tuyệt đối không dùng nước lã để lau. Gia chủ cũng nên tắm rửa sạch sẽ cho thân thể sạch rồi bắt đầu bao sái bàn thờ. Còn với nữ thì trong những ngày đèn đỏ ấy, thì chúng ta cũng không nên lau nhé, mà nên nhờ người chồng, là nhờ con cái làm cho.
À, thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một cái để cho trang nghiêm. Tại vì chúng ta lau dọn bàn thờ, chúng ta phải dỡ đồ thờ xuống. Vậy là chúng ta sử dụng một cái tấm khăn màu đỏ, khăn đỏ để chúng ta trải lên một cái bàn. Sau đó chúng ta xếp đồ thờ cúng vào để cho nó được gì? Nói chung là để cho nó thể hiện tấm lòng thành kính. Sau đó thì chúng ta lại đặt lại đồ lên. Chờ khi hương bắt đầu cháy hết thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành công việc lau dọn bàn thờ. Nếu bàn thờ của nhà trong nhà có nhiều bài vị của các vị thần Phật tổ tiên thì chúng ta cũng phải lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp. Từ cao xuống thấp, quý vị nhớ nhé. Từ cao xuống thấp. Đó. Tự xông nhà mình thì tài lộc cứ. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại nước lau ban thờ thích hợp để quý vị tiến hành công việc lau ban thờ trong ngày 23 tháng Chạp để mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái nước nhất tâm hương giúp lau dọn bàn thờ được sạch sẽ, hanh thông trong những ngày sắp Tết tới đây. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Khi mà chọn tự mình nhà mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng